Sam Bankman-Fried FTX kẻ tội đồ của tiền điện tử những ngày gần đây là ai? Sam Bankman-Fried là nhân vật được nhắc đến rất nhiều cả ở Việt Nam lẫn thế giới trong những ngày gần đây khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX cùng quỹ đầu tư gắn với sàn FTX là Alameda Research đứng trước bờ vực phá sản. Vậy Sam Bankman-Fried là ai, tiểu sử và lý do gì khiến sàn FTX của Sam Bankman-Fried đứng trước bờ vực phá sản thì bạn hãy xem hết video này nhé. Sam Bankman-Fried hay còn được cộng đồng crypto Việt gọi là Sam là người sáng lập và CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, từng là sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới chỉ sau Binance. Sam Bankman-Fried sinh năm 1992 tại California, Mỹ. Anh là con của một gia đình có truyền thống giáo dục khi bố mẹ anh là giáo sư tại trường luật Stanford. Anh từng theo học ngành vật lý tại Học viện Công nghệ Massachusetts, viết tắt là MIT. Sau khi tốt nghiệp, Bankman-Fried bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà giao dịch tại Jane Street Capital. Anh đã làm việc tại đây 3 năm cho tới năm 2017 thì anh biết tới tiền điện tử và sau đó anh đã thành lập quỹ đầu tư Alameda Research vào cuối năm 2017. Quỹ này đã báo cáo kiếm được 3 triệu đến 4 triệu đô la Mỹ mỗi ngày và quản lý số tài sản lên tới hàng tỷ USD trong không gian tiền điện tử. Sam nhận ra rằng những sàn giao dịch tiền điện tử lúc đó không được tốt và anh suy nghĩ rằng nếu các sàn giao dịch không đủ tốt, tại sao không xây dựng một sàn giao dịch? Vậy là vào tháng 5 năm 2019 Sàn FTX chính thức ra đời với thông tin tiếp thị là sàn được xây dựng bởi các nhà giao dịch, dành cho các nhà giao dịch. Ban đầu, Ban Manfry đã xây dựng sàn FTX tập trung cho các giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, hay còn gọi là future. Nhưng sau đó thì FTX đã phát triển để trở thành một sàn giao dịch tiền điện tử tổng hợp với nhiều tính năng giao dịch khác nhau. Tuy nhiên là một sàn giao dịch mới thì vấn đề thanh khoản là rất quan trọng, nhưng Samsung đã rất thông minh khi sử dụng Alameda để khởi động thanh khoản cho FTX. Bên cạnh đó, Binance cũng đã từng đầu tư vào sàn FTX để hỗ trợ cho sự phát triển của sàn này. Tuy nhiên sau đó có lẽ tốc độ phát triển của FTX quá nhanh khiến Binance có khả năng bị xóa ngôi nên CEO của Binance là Chan Yen Yao, tức CZ, đã rút vốn khỏi sàn vào năm 2021. FTX khi đó đã trả lại cho Binance 2,1 tỷ đô la Mỹ tương đương tiền mặt bằng token BUSD và FTT, điều gì khiến cho sàn FTX bị sụp đổ khiến giá Bitcoin rơi xuống 15.000 đô la Mỹ. Câu chuyện bắt đầu khi Coidex tiến hành điều tra về Alameda Research và đã nhận thấy sự mong manh của bản cân đối kế toán của Alameda bởi tài sản lớn nhất của quỹ đầu tư này chính là FTT Token. Sau đó đã có thêm những phân tích sâu hơn từ những người khác và những phân tích này chỉ ra rằng Alameda Research rất có khả năng vỡ nợ. Tiếp đó thì vào ngày 5 tháng 11 năm 2022, Bill Alert chuyên theo dõi những hành động của cá voi tiền điện tử đã cảnh báo nhà đầu tư rằng vừa có 22.999.999 FTT token trị giá khoảng 584.818.174 đô la Mỹ được chuyển từ một ví không xác định lên sàn Binance. Sau đó một ngày tức ngày 6 tháng 11 năm 2022 thì CEO của Binance đã lên Twitter thừa nhận mình chính là người đứng sau hành động này. Binance quyết định sẽ bán toàn bộ số token FTT mà họ đang nắm giữ trong vài tháng để không làm ảnh hưởng lớn tới thị trường. Trước thông tin này thì FTT đã ngay lập tức giảm mạnh tới 11%. Nguyên nhân mà CEO của Binance đưa ra đó là họ muốn quản lý rủi ro sau khi thoát khỏi dự án và rút kinh nghiệm từ vụ Luna. Điều này làm cho thị trường tiền điện tử bắt đầu hoảng loạn và cho rằng quỹ đầu tư trị giá hàng tỷ USD Alameda Research thực sự có vấn đề mới khiến cho Binance làm vậy. Những người đang sử dụng sàn FTX ngay lập tức đã rút tiền khỏi sàn này để bảo toàn tài sản khiến cho FTX bị mất thanh khoản và Sam Bankman-Fried đã phải cầu cứu trang danh giao của Binance. CEO Biden sau đó đã đăng tweet vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, nói rằng có khả năng sẽ mua lại FTX để cứu sàn này, nhưng CZ sẽ phải thực hiện một cuộc điều tra sàn FTX trước khi quyết định. Giá Bitcoin khi đó đang giảm mạnh từ 21.000 đô la Mỹ xuống 19.000 đô la Mỹ thì sau tin này đã tăng lên hơn 20.000 đô la Mỹ, nhưng sang tới ngày 9 tháng 11 khi có thông tin lộ ra rằng báo cáo tài chính của FTX có vấn đề với khoản nợ hơn 5 tỷ đô la Mỹ thì giá Bitcoin lại quay đầu giảm xuống mức 17.000 đô la Mỹ như một giọt nước làm tràn ly, đến rạng sáng ngày 10 tháng 11 năm 2022, Chang Gen Giao lại thông báo sẽ không mua lại FTX nữa. Điều này đã khiến cho giá của Bitcoin rơi một mạch về mức hơn 15.400 đô la Mỹ theo ghi nhận của sàn Binance. Lý do mà Binance đưa ra đó là sau khi điều tra thì thấy vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của họ. FTX hiện tại vẫn không thể xử lý rút tiền. Sau khi CZ Biden thông báo không mua lại FTX thì có một nhân vật khác nổi lên là Justin Sun, CEO của Blockchain Tron, Hubi và đại sứ của Grenada tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Anh nói rằng đang tìm giải pháp với FTX nhằm cứu vãn tình hình này. Tuy nhiên, việc giải cứu FTX của Justin Sun không nói rõ liệu anh ta sẽ giải cứu FTX như một thực thể hay chỉ là hỗ trợ các token liên quan đến Tron được giữ trên sàn giao dịch. Trước đó thì Justin Sang cũng vừa mới mua lại sàn giao dịch Huobi cách đây không lâu thì liệu anh ta có đủ khả năng để tiếp tục mua lại FTX hay không? Justin Sang là một nhân vật vốn được biết đến là một người tai tiếng, hay nổ nhất cộng đồng tiền điện tử. Sau thông tin này thì giá Bitcoin có tăng lại lên mức 16.000 đô la Mỹ và khi CPI của Mỹ cho thấy sự tích cực thì tối ngày 10 tháng 11, giá Bitcoin đã bật tăng lên tới 17.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, không thể biết trước được tình hình sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ biết rằng Sam Bankman-Fried, Từng là tỷ phú USD trong lĩnh vực tiền điện tử đã mất tới hơn 14 tỷ đô la Mỹ chỉ sau một đêm, từ mức 15,6 tỷ đô la Mỹ xuống chưa tới 1 tỷ đô la Mỹ, còn tô cần FTT của sàn FTX thì đã rơi một mạch từ mức 25 đô la Mỹ xuống chỉ còn 3 đô la Mỹ vào tối ngày 11 tháng 10 sau 4 ngày diễn ra cuộc khủng hoảng, thậm chí FTT có lúc chỉ còn 2 đô la Mỹ. Thực sự quá khủng khiếp phải không? Qua đây, chắc hẳn bạn đã biết Sam Bankman-Fried là ai rồi đúng không? nếu như bạn thấy video này hay thì hãy cho chúng tôi một like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin về những người nổi tiếng khác nhé cảm ơn bạn đã xem hết video